nhau. Chúc hai bạn may mắn. Đây là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này chúng tôi cũng hỏi 100 người và có 8 đáp án đang trên bảng. Đó là 8 câu trả lời trong số 100 người mà chúng tôi hỏi. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người trả lời các đáp án đó. Mỗi điểm trị giá 10.000 đồng. Cố gắng ghi nhiều điểm như hai bạn nhé. Kể tên một nguyên liệu để làm món cá kho mà bạn biết. Mời bạn. Cá. Đó là? Cá. Cá. Chỉ như phải có cá đầu tiên rồi. Rất là ngạc nhiên phải không? Nguyên liệu để làm món cá kho theo bạn biết đó là gì? Theo em là nước mắm. Nước mắm. Nước mắm, mời hai bạn trở về vị trí. Chúng ta thấy có nhiều bất ngờ trong trò chơi của chúng ta. Nguyên liệu để làm món cá kho, đương nhiên phải có cá kho rồi. Nhưng không ai nghĩ đến một cái điều hết sức là hiển nhiên như thế. Và người ta nghĩ gì bạn? Em nghĩ là bột canh ạ. Bạn nghĩ là bột canh và chúng ta xem có bột canh trên bảng này không? Không có. Nguyên liệu để chế biến món cá kho gồm đường. Có cái gì trong bạn? Theo em là đường. Đường. Không có. Mời võ gia trang hội ý. Bạn có cảm thấy ngạc nhiên nhiều lắm chưa? Bạn trả lời thử xem có điều gì ngạc nhiên hơn nữa hay không. Một nguyên liệu để làm món cá kho mà bạn biết đó là? Theo em nghĩ là tiêu. Là tiêu. Có tiêu. Bạn Hồng Duy, bạn hãy cho biết một nguyên liệu để chế biến món cá kho. Theo em là nước. Là nước. Mời đội võ gia trang. Các bạn có kho cá bao giờ không? Đừng nói là không có nha. Dạ có rồi ạ. Có rồi. Câu trả lời của các bạn là gì? Là muối ạ. Là muối. Các bạn ủng hộ đội trưởng mình không? Dạ có ạ. Ủng hộ. Và chúng ta sẽ hỏi đáp án muối. Nhưng trước khi hỏi, ý kiến riêng của bạn là gì? Trong lúc bàn luận mà cho mọi người biết. Em nghĩ là ớt ạ. Ớt. Tư vị ý kiến riêng của bạn là gì? Nhắn theo em là nước màu ạ. Nước màu, bạn Chính. Em nghĩ là cà chua. Chính nói là cà chua. Và là muối. Chắc là Xuân Tình nói muối. Dạ. Cho nên là bắt các bạn ấy theo mình. Và chúng ta xem muối có trên bảng không? Không có. 23 điểm thuộc về đội ngay đẹp tươi. Chúng ta thấy những câu trả lời và đáp án trong câu hỏi này rất là bất ngờ. Và chúng ta hãy theo dõi xem các đáp án còn lại có điều gì bất ngờ quá nữa hay không. Đáp án 1. Đáp án 3. Hành lá. 4. Bước vào. 5. Bốn ngọt. 6. Bốn. 3, 8. Bốn. Thưa quý vị, đây là ý kiến của một số người trong số 100 người mà chúng tôi đã hỏi. Và kết quả sau vòng thứ nhất, chúng ta thấy đội ngay đẹp tươi ghi được 23 điểm. Và võ gia trang 88 điểm. Dạ là xăng ạ. Xăng. Đội võ gia trang đã chơi rất hay. Nhưng liệu họ có tiếp tục chiến thắng? Mời quý vị khán giả đừng rời màn hình và trở lại chương trình trong ít phút nữa. Cái củi cò. Củi. Củi. Đau họng. Chào em. Chào anh. Lỡ miệng. Khô môi. Nóng trong người. Sensaku, tinh chất từ thảo mộc thanh nhiệt và vitamin C có tác dụng nhanh chóng. Cảm nhận sự thoáng sạch mọi lúc với Kotex hàng ngày. Giới thiệu đột phá mới. Kotex hàng ngày với công nghệ kháng khuẩn vượt trội, giải pháp giúp bạn bảo vệ và kháng khuẩn mỗi ngày. Kotex hàng ngày, miếng lót mini, thoáng sạch hết ý. Xích Linh Chi mi cây Nhật Bản tiêu thụ toàn cầu, tăng sức đề kháng, hạn chế sự phát triển của tế bào u bướu, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Xích Linh Chi mi cây Nhật Bản bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn.
Hãy cùng chào đón sự xuất hiện một ông vua của dòng xe số. It's exciting. Đầu xe mạnh mẽ, kiêu hãnh, mặt đồng hồ ấn tượng, kiểu dáng khí đồng học, cụm đèn hậu sắc nét, lốp sau kích thước lớn, côn tay siêu thể thao, hộp số 5 tốc độ, Exciter GP, sức mạnh công nghệ, Exciter RC, dẫn đầu xu thế, Exciter R, mạnh mẽ và trang nhã, Yamaha, thương hiệu của chất lượng. Sau đây là vòng thứ hai, và vòng thứ hai của trò chơi chung sức sẽ bắt đầu với thành viên thứ ba của hai đội. Mời hai bạn. Mời hai bạn bắt tay cùng nhau. Chúc cả hai may mắn với một câu hỏi duy nhất của vòng này. Câu hỏi có 8 đáp án. Đây là 8 câu trả lời của một số người trong 100 người. Và trong 8 đáp án này, hết sức chú ý các bạn nhé. Có một đáp án trị giá 1 triệu đồng. Chúc các bạn may mắn giành được đáp án may mắn. Hai bạn hãy kể tên một thứ dễ dàng bắt lửa. Mời bạn. Dạ là xăng ạ. Xăng. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn tỉnh, bạn thấy là thứ gì dễ bắt lửa? Một gì dễ bắt lửa? Xốp. Xốp. Dạ. Tôi hỏi xốp nha. Dạ. Xốp. Xốp, không có xốp. Đội trưởng bạn Thu Huyền, bạn thấy là thứ gì dễ bắt lửa? Giấy. Giấy. Giấy, 14 người đồng tình. Bạn Hồng Di, bạn thấy thứ gì dễ bắt lửa, vật gì dễ bắt lửa? Em là củi. Củi. Cái gì dễ cháy là dễ bắt lửa? Ta dạ. Mời bạn Hồi Ba. Dạ là bịch ạ. Là? Bịch ni lông á anh. Bịch ni lông. Bịch ni lông. Mời đội Võ Gia Trang hội ý. Bạn thích, bạn tỉnh. Dầu lửa. Thứ gì dễ bắt lửa? Dầu. Dầu lửa. Bạn Phú Hiền, thứ gì dễ bắt lửa bạn? Dễ cháy, dễ bắt lửa. Cái củi ngò anh. Cái củi? Củi ngò mà để mình chụm lửa. Củi ngò để chụm lửa. Củi ngò để chụm lửa. Mời Võ Gia Trang. Thứ gì dễ bắt lửa, dễ cháy mà. Theo tôi nghĩ là rơm. Rơm. Cả đội nghĩ là rơm chứ? Dạ. Vâng. Cả đội nghĩ. Dạ. Đáp án đã được chọn. Và đây là ý kiến của từng người khi các bạn ấy hội ý. Bạn Hồng Ái. Em nghĩ là ga. Ga. Tường Vi. Dạ nghĩ là lá khô ạ. Lá. Lá khô. Lá khô. Bạn Ngọc Trinh. Nghĩ là rơm ạ. Rơm. Ga. Lá khô. Và rơm. Cùng với. Rơm. Rơm. Và đáp án rơm đã được chọn. Xin mời quý vị và các bạn xem điểm thuộc về đội nào. Rơm. 80 điểm thuộc về đội Võ Gia Trang. Và 3 đáp án còn lại trên bảng. Những thứ dễ bắt lửa. Đáp án 4. 7. Đó là đáp án trị giá 1 triệu đồng. Tôi xin cất giải thưởng này lại để dành cho vòng sau. Và đáp án cuối cùng. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng thứ hai, kết quả ngày đẹp tươi có 23 điểm. Dẫn trước là Võ Gia Trang 168 điểm. Sư tử. Con sư tử. Đội ngày đẹp tươi đã chơi rất hay nhưng chưa may mắn lắm. Liệu trong vòng tiếp theo họ có ghi được điểm không? Con sói. Mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ ba. Và vòng này sẽ bắt đầu với thành viên thứ tư của hai đội. Hai bạn đã sẵn sàng, xin mời. Chúng mời bạn. Chỉ có một câu hỏi trong vòng này và câu hỏi có 6 đáp án. Tổng số điểm của 6 đáp án này sẽ được nhân 2. Như vậy, câu hỏi này, toàn bộ số đáp án có thể đạt đến 200 điểm. Chúc các bạn may mắn cùng với một đáp án may mắn trị giá 1 triệu đồng xuất hiện trong vòng này. Bạn từng thấy trên truyền hình, bạn xem TV, các chương trình truyền hình, nhất là Thế Giới Đó Đây. Bạn thấy
Con ngựa thường bị con vật nào săn mồi và ăn thịt? Sư tử. Con sư tử.